Ơi, anh đang làm gì đấy? anh đang xếp tai nghe về tai nghe Bluetooth nhiều chưa? Đó, và tai nghe này nhá, anh lấy về chủ yếu để tặng khách em ạ. À, có nghĩa là từ tháng 10 này, có nghĩa từ tháng 10 trở đi, khách hàng mà mua iPhone cũ và iPhone mới thì anh sẽ tặng thêm tai nghe như này nhá. Có cả tai nghe E2 này, có cả tai nghe E3 và có cả tai nghe Pro. Thì tùy từng máy anh sẽ tặng theo những cái tai nghe như thế. Ngoài ra khách hàng mua iPhone bên shop MM từ tháng 10 đi anh sẽ tặng thêm củ sạc nhá. Và củ sạc nhanh 20W, hoặc là nếu mà khách mua máy lai lưu ấy, thì sẽ có cả cáp sạc luôn, có nghĩa là sẽ tặng một bộ của sạc này và tai nghe này. Thế nên ấy, anh em nào muốn mua iPhone cũ bây giờ ấy, từ tháng 10 đi sẽ được tặng rất nhiều quà tặng này. Thì qua shop nhá, 170 lời chay, hoặc là anh em có thể gọi xoay mm.vn để làm trả góp online nhá.